Dạ vâng, em Hồng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nhé. Thì hôm nay bên em lần gửi cho tất cả bác chi tiết về chiếc đại khủng WCX4000 với lại là test chất âm của sản phẩm tôi gửi lên cho tất cả bác tham khảo nhé. Đấy. Thì bác xem kênh thì bác hãy nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những video mới nhất của Hồng đăng lên nha. Sản phẩm WCX4000 là một thuộc một cái dòng model cực kỳ là lớn và cũng như là hết số của đời ý. Đấy. Con này thì có công suất là 800W trên kênh 8 ohm và 1000. Dòng này thì nó sẽ có hai đời nha bác nhé. Đời nguồn giấy thì công suất nó là 800W trên kênh 8 ohm và con 4 ohm là 1100W nha bác. Đấy. Và một đời là có nguồn đồng bọc đồng ở đời nha bác nhé. Đấy. Về hình thức của sản phẩm này thì bên em về cho cả bác với một con đái cực kỳ là đẹp và mới từ trong ra ngoài nha bác nhé, từ trong ra ngoài và có về thì còn nguyên quai sắt như thế này thì nó còn rất là hầm hố và rất là đẹp. Đấy. Ở đây thì mặt trước các bác thấy là phải gọi là quá đẹp, quá ok rồi, còn về phía lục quang bên trong thì nó còn mới keng nha bác nhé, mới keng. Nếu có nhìn vào những sợi dây bè hay là những cái linh kiện chân mối hàng đấy. Chân linh kiện thì các bác thấy được là độ sáng bóng của vi mạch cũng như là mối hàng của linh kiện nha. Đấy. Sexy và cũng như là tất cả các ốc áp thì nó còn cực kỳ là đẹp và mới nha bác. Đây, tầng phù này. Dòng này thì nó chất âm nó thì khuấy vào rất là hay luôn bác. Phù hợp cho tất cả bác đánh full đồ skate cũng bác. Đấy. Hiện tại thì em đang ghép với nó là một đôi Sequin Vega. Đôi Sequin Vega nằm trong này nha bác nha. Đôi full đôi 40, một chiếc vòng kèn cực kỳ lớn nằm phía trong. Đường tín hiệu vào là đường 35. Đường ra là đường Nutrix và bắp chuối và chim. Đấy. Quạt gió, những dòng này quạt cực kỳ là êm. Thương hiệu WC là cũng là một cái thương hiệu đình đám và cũng như là thương hiệu nổi tiếng. Đấy, nhắc nhì của Mỹ nha bác nha. Về chất lượng sản phẩm cũng như là giá thành sản phẩm thì nó đều là ổn định và chất lượng nó thì cực kỳ là lành. Đấy. Chạy 42 con sò gồm 24 lớn và 24 nhỏ nha bác nha. Đấy. Rồi đó là về chi tiết sản phẩm, thì giờ thì mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của dòng WC. Thì em test lên cái đôi loa Mỹ, đôi loa Sequin Vega full đôi 40 chip keng và một chip C. Đấy. Con này sử dụng điện là 230V nha bác nhé, hàng Mỹ xuất Âu nha. Rồi. Thank you.
dòng mà WC này mà đánh vào đôi phun đôi Sphinga thì em nói cho tất cả các bác là cực kỳ là phê luôn, rất là phê luôn nha bác nha. Đấy, và các bác thấy độ cái sức mạnh, độ khủng khiếp nó, em vừa lên cái volume nhất lên nó hướng là 10 giờ thôi nhưng mà nó đánh cực kỳ là canh. Đấy, tiếng cực kỳ là canh luôn các bác nha. Đấy, rồi các bác có nhu cầu mua sắm sản phẩm này thì liên hệ cho Quân. Sản phẩm WCX4000 giá bên em hiện tại đang có giá là 20.500.000. Đấy, bên em bao cước toàn quốc cho tất cả bác và tại kèm theo cho tất cả bác là một bộ da ba lóc. Em xin cảm ơn tất cả bác và mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.